đẹp đấy. Mẹ thấy được không hả mẹ? Quá được ấy. Cái căn nhà này á, nói về phong thủy á, là mẹ thấy hợp với mẹ lắm đấy. Thế cho nên là những cái gì của đảng của các con ấy mà hợp với mẹ ấy, thì các con mới hạnh phúc được. Dạ phải mẹ ạ. Thực ra thì mua bán căn nhà này cũng nhanh gọn. Đồ đạc cũng đầy đủ, bọn con chỉ việc dọn vào ở luôn. Này, đâm ra là không phải mua sắm gì thêm mẹ ạ. Nhưng mà mẹ là mẹ giận các con lắm đấy. Mẹ đã nói rồi, đợi mẹ ra đây để cái nhà mẹ lo. Thế mà phất một cái đã mua ngay rồi. Mẹ hiểu rồi. Chắc lại sợ giống như cái thằng Lân Trạng Vương cái gì. Không, không có ý đó đâu mẹ. Mẹ còn lạ gì nữa. Này mẹ bảo này, thật ra ấy, mẹ là mẹ quý con lắm. Mẹ quý con ngay từ cái giây phút đầu tiên mà mẹ gặp con ấy. Vậy ạ. Ừ, tốt. Thế cho nên nhá, nếu mà con có làm một cái điều gì không phải với con Đình nhá, yên tâm, mẹ sẽ nương tay, không mạch tay như thằng Lân Trạng Vương đâu. An tâm, an tâm. Mẹ không phải là mẹ mìn, cho nên là không sợ, không sợ, không sợ nhá. Con đội ơn mẹ. Thực ra thì là như thế này này mẹ này. Mua căn nhà này thì bố mẹ con cũng hỗ trợ một nửa. Nửa còn lại thì tụi con cũng tự lo được. Đâm ra là chưa phải phiền gì đến mẹ cả. Nhưng mà nếu mà có đợt sau có công việc gì thì bọn con xin mẹ sau nhá. Được, yên tâm. Gớm, tưởng cái gì ấy, nhà không thiếu gì tiền. Cháu ơi. Ơi. Đấy, 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 con báo nó đang giống đấy. Cháu. Đi chậm thôi, đang có bầu. Bao nhiêu đôi giày cao gót của em đã mất tiêu hết rồi. Ôi trời ơi, cái con này không hiểu là nó giống ai ấy. Nó nói cứ chóe chóe, nhức hết cả tai rồi. Nè, nè, hôm trước dọn nhà qua đây, rõ ràng là có hai thùng giày cao gót của em mà đâu hết trơn rồi. Đấy. Anh cất đi rồi, bầu mà đi giày cao gót à. Sao tự nhiên lại có của người ta? Nam, vứt hết cả cái đống giày đi cho mẹ. Cái con này nó bị chập chèng ấy, mẹ còn lạ gì nó nữa. Đấy, bây giờ bỗng dưng là thế nào nó cũng nghĩ là nó không có bầu cho mà xem. Rồi cả cái đôi giày cao gót như thế nó xỏ vào. Rồi nó chạy khắp phố như là chó tuột xích, lúc đấy mẹ con mình toi đấy. Mẹ này. Sao? À, đúng rồi, mẹ nói quá hay, quá đúng, quá chuẩn, đúng không con? Mẹ nói chỉ có đúng thôi. Mày biết không, từ sáng đến giờ con dọn không biết bao giờ đồ ăn vặt, đồ ăn linh tinh. Ảnh hưởng gì đến cho em bé trời, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình này. Không, anh không biết gì đâu, anh làm theo sự chỉ đạo của mẹ Sân, mẹ mến. Bao nhiêu đồ ăn, em khó khăn lắm mới order được mà. Đi dùng hết của người ta vậy? Từ nay trở đi nhá, cơm ra bữa, chợ ra chiều nhá. Mày mà cứ ấm ấm ớm, mày chết chả với mẹ nhá. Ôi giời ơi, giời ơi, già đầu rồi, lại là sản phụ cao tuổi rồi. Thế mà tại sao bây giờ mẹ không yên tâm với nó một giây một phút nào con ơi? Mẹ ơi. Hả? Riêng cái này mẹ cho phép con được phản đối ạ. Nói. Vợ con biết vẫn còn ngon nghẻ lắm. Vẫn còn đang trong hạn bảo hành mà mẹ. Trời ơi, cả nhà có thể bình thường được không? Người ta chỉ có bầu thôi mà. Bình thường ấy, mày đã báo quá báo rồi. Thế cho nên bây giờ cả gia đình ấy phải nâng cao cái mức độ cảnh giác với mày lên 3 lần, còn con cho mẹ 5 lần. 10 lần luôn mẹ. Đúng rồi. Mà con phải nên nhớ ấy, bây giờ ấy, cơ thể của con ấy không còn là của riêng con nữa. Con ấy đã là tài sản của đại gia đình nhà mình rồi. Thế cho nên ấy, con phải biết thương chồng này, thương con này, thương cả bố mẹ nữa, hiểu chưa? Mệt quá đi được ấy. À đấy, đấy, có điện thoại đấy. Gâm, mẹ là mẹ bận bịu lắm cơ, đâu có phải là dỗi việc đến đây để mà nói chuyện với chúng mày. Đây, nghe đây. Hả? Đánh nhau à? À, đứa nào? À, cái thằng mà mồm hôi môi tím, mắt thâm đã hâm lại còn láo cái gì? Được, đang ngứa tay ngứa chân đây. Giữ nguyên hiện trường.